Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng ngày 6 tháng 1, tại 63 tỉnh thành đều ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Trong đó thì nhiều địa phương có ca mắc tăng vọt như là Hà Nội, các tỉnh miền Trung, miền Tây. Việt Nam cũng ghi nhận đến 25 ca nhiễm siêu biến thể Omicron. Báo cáo của Bộ Y tế đến nay Việt Nam ghi nhận 25 ca nhiễm COVID-19 do biến thể Omicron. Đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội có 1 ca. Quảng Nam có đến 14 ca, thành phố Hồ Chí Minh 6 ca, Hải Dương 1 ca, Hải Phòng 1 ca và Thanh Hóa có 2 ca. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết tốc độ lây lan của chủng Omicron gấp 7 lần so với chủng Delta đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine, gấp 3 lần với người đã tiêm đủ liều. Người đứng đầu ngành y tế lo ngại hệ thống y tế Việt Nam sẽ quá tải nếu Omicron lan rộng. Vì vậy, ngành y tế tiếp tục yêu cầu tăng cường giám sát chặt nguy cơ lây nhiễm của siêu biến chủng này.